Mai Phương tươi tắn đi quay hình với dàn sao Việt sau xuất viện. Các đồng nghiệp rất vui mừng khi thấy diễn viên với sắc mặt tươi tắn rạng rỡ hơn và có thể đi quay hình với mọi người. Sự xuất hiện của nữ diễn viên khiến các nghệ sĩ rất phấn khích, bởi lẽ ai cũng mong cô có sức khỏe và tinh thần vui vẻ để có thể quay lại với nghệ thuật. Sau thời gian nằm viện vì ung thư di căn vào tim, Mai Phương xuất hiện tại trường quay ký ức vui vẻ. Cách đây ít phút trên trang cá nhân, MC Ốc Thanh Vân vừa chia sẻ hình ảnh đi quay hình cho game show đang nhận được nhiều sự hưởng ứng của khán giả. Tuy nhiên, điều khiến công chúng chú ý nhất chính là sự tham gia của Mai Phương. Bà mẹ ba con cho hay, chúng ta có nhiều ký ức đáng nhớ, gian khổ nào cũng xứng đáng có phải không? Hai chị em diện đầm khá nữ tính có phần đồng điệu bên cạnh nhau. Ngoài ra, Mai Phương cũng mang giày có gót nhưng khá thấp. Từ ngày phát hiện bệnh cho đến nay thì cô không thể đi những đôi giày gót nhọn hay có độ cao. Vì ảnh hưởng đến phần xương, cô cũng di chuyển từng bước chậm hơn so với trước kia. Ốc Thanh Vân luôn ở cạnh người em bao năm qua, và ngay cả lúc gặp bệnh thì cô cũng lo lắng cầu nguyện hết sức. Nhìn diện mạo tươi tắn của Mai Phương ở hiện tại sau hơn 3 tuần nhập viện thì mọi người phần nào yên tâm hơn. Là một người chị cực lo lắng và dành nhiều tình cảm cho nữ diễn viên, thì ngày hôm nay nghệ sĩ Hồng Vân cũng rất phấn khởi. Hôm nay quay ký ức vui vẻ với những người yêu thương, hôm nay Vân rất vui vì thấy Mai Phương đã khỏe hơn, cả ekip ai cũng cảm giác như một gia đình hội tụ. Bà bầu cũng đã không khỏi đau tim khi cập nhật tình hình bệnh của người mà cô coi rất thân thuộc như gia đình. Khán giả đồng nghiệp lo lắng vì bệnh tình Mai Phương chuyển biến xấu. Vào khoảng đầu tháng 9, nữ diễn viên đã khiến mọi người hoang mang vô cùng thì tiếp tục nhập viện vì tình hình bệnh ung thư có chuyển biến cực xấu. Cụ thể, ung thư di căn vào tim khiến Mai Phương phải đối diện với những cơn đau mệt mỏi, có lúc phải thiếp đi. Thời gian ấy, mọi người khá hạn chế đăng ảnh của nữ diễn viên vì lo ngại cô sẽ đọc được những thông tin tiêu cực ảnh hưởng đến quá trình điều trị. Sau khi xuất viện, Mai Phương đã gửi lời cảm ơn đến đồng nghiệp, khán giả và bác sĩ. Sau tất cả những giờ phút bão táp của cuộc đời, Phương đã khỏe hơn, ổn hơn rồi cả nhà nhé. Thời gian 2 tuần qua, Phương thực sự cảm tạ trời đất và tri ân biết ơn các anh chị, bạn bè, các em và thầy cùng gia đình đã chạy ngược xuôi lo lắng và thậm chí cả những giọt nước mắt thức trắng đêm cùng Phương trong những giờ phút sinh tử. Cảm ơn chân thành đến nhiều y bác sĩ đã không buông xuôi mà chiến đấu tới cùng với chị. Chị cũng xin lỗi vì tính lì và liều mạng của chị nên có sự cố, bảo đảm không bao giờ có lần sau. Dẫu biết cuộc sống vô thường lắm nhưng Phương vẫn cố gắng sống tốt, sống hết mình và bình an.